Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hệ thống Hiếu Thành Phát. Mình là Hồng Nhung. Hôm nay thì Nhung sẽ đi quay cận cảnh những cái màu xe của Sonic, Satria cũng như là Vario hiện tại có mặt tại cửa hàng của Nhung cho các bạn cùng xem và cập nhật nha. Cũng như là Nhung sẽ báo giá cuối tháng 11 cũng như là đầu tháng 12 để các bạn lựa chọn và mua em nó về đi chơi Tết ha. Thì đầu tiên đang đứng bên cạnh Nhung là một em Satria mẫu 2021 ha các bạn. Màu này gọi nhiều bạn hay gọi là màu đỏ mận á ha, nhưng mà ở trong cà vẹt ghi là màu đỏ đen á. Màu này là đỏ đỏ nhám ha các bạn. Mẫu tem 2021 mới về nhìn khá là đẹp và bắt mắt luôn. Ở phía sau thì sẽ có tem nổi Satria màu bạc. Ở phần trước thì có chữ logo Suzuki này. Cái màu mẫu này thì khá giống với cái màu tem Satria xanh nhám cũng như là đen nhám của mẫu 2019 ha. Rất là mới mẻ luôn cho nên các bạn hãy nhanh tay mà săn em nó về ha. Bên Nhung có gắn ba ga cho cái xe này rồi cũng như là chống trộm và chống đổ sau cho xe ha. Rồi. Thì hiện tại cái mẫu Satria 2021 này bên Nhung, em này thì bên Nhung đang bán với giá là 58 triệu 500, và khi mua góp thì các bạn đưa trước cho bên Nhung là khoảng 14 triệu trở lên là được rồi ha. Tiếp theo, Nhung sẽ giới thiệu cho các bạn về cái mẫu tay ga mà trong những năm vừa qua thì rất là hot luôn, đó là em Vario 125 cũng như là 150 ha. Thì Vario 125 màu này là màu tím ha các bạn. Màu tím ở trong cà vẹt ghi là màu tím đen. Mẫu này thì rất là đẹp luôn, màu tím biểu tượng cho sự thủy chung ha. Rồi. Mẫu 125 này thì bên Nhung đang bán với giá là 41 triệu đồng ha các bạn. Rồi, bên cạnh em 125 sẽ là một em Vario 150 màu cam đen ha. Màu cam đen này cũng khá là đẹp và phù hợp đối với những cái bạn nam nào thích sự nổi bật và cá tính ha. Màu này thì bên Nhung đang bán với giá là 51 triệu 500. Rồi. Và mẫu Vario thì khi mua góp các bạn đưa trước cho bên Nhung là khoảng 7-8 triệu là được rồi nhá. Rồi, tiếp theo. Như các bạn thấy màu này là màu rất là hot luôn trong những tháng vừa qua, đó là màu trắng xanh. Thì mũ này là mũ màu xanh ha. Bên Nhung trước cũng có một em mũ màu xanh mà xanh kiểu như là bầu trời á, thì đây màu xanh lá ha. Màu này cũng rất là đẹp luôn, 150. Thì em này có giá là 53 triệu 500. Thì rất cả nam cả nữ đi em này đều rất là đẹp luôn ha. Rất là mới luôn. Rồi. Bên cạnh em Vario 150 là em Sonic trắng đỏ Racing. Màu này là màu đặc biệt của Sonic luôn và không ngừng hot luôn ha các bạn. Màu này rất là đẹp. Và cái em trắng đỏ này thì hiện bên Nhung đang bán với giá là 58 triệu á ha. Rồi. Tiếp theo, các bạn hãy cùng Nhung đi quan sát hai cái màu của Vario 125 và 150 nữa. Màu này gọi là màu xanh này hay là màu xanh sữa ha. Thì ở trong cà vẹt của em nó ghi là màu xanh đen. Thì màu xanh này bên Nhung cũng đang bán với giá là 41 triệu đồng ha. Màu này rất là đẹp luôn và rất là mới luôn ha. Bên cạnh thì là em màu trắng rồi, Vario 150 màu trắng. Màu tem sơn ha. Thì những cái màu xe Nhung nói rồi, Nhung cũng có báo giá luôn rồi. Và cái thủ tục trả góp thì khi mua góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng những cái màu xe Vario thì đưa trước khoảng 7-8 triệu ha. Còn Sonic, Satria thì đó đưa trước khoảng tầm 14 triệu là được rồi ha. Khi mua góp thì các bạn mang theo cho Nhung là chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu nha. Bên Nhung hiện tại có liên kết với 4 ngân hàng, đó là 4 tổ chức tín dụng như là FE, HD, Home và ngân hàng MB. Thì mỗi ngân hàng sẽ có một cái gói lãi suất khác nhau, cho nên khi mua xe các bạn cứ inbox trước cho Nhung để Nhung tư vấn cụ thể cho nhé. Rồi, và hiện tại địa chỉ của cửa hàng Nhung là đang nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Những bạn nào mà không biết đường đi thì cứ alo trực tiếp cho Nhung nha, để Nhung chỉ đường cho các bạn. Số điện thoại Zalo cũng như là số cá nhân của Nhung là 0353 545 958. Rồi, clip của Nhung hôm nay thì tạm dừng ở đây đi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn.